Lên ơi! Hợp thể hậu kỳ, hợp thể hậu kỳ. Oh yeah. Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay là bước sang ngày thứ 27 trên 33 rồi. Ui ôi. 6 ngày nữa thôi là mình sẽ mở ra tính năng gọi là phân thân rồi anh em ạ. Cố lên nhá. Chắc là trước khi đấy thì mình sẽ lên được một ức. Sau đó mở ra tính năng phân thân thì mình sẽ build một phát gọi là hai môn phái nữa luôn. Thế thì anh em nhớ nhắc mình nhá, là còn khoảng 3 ngày nữa, tức là bước sang ngày thứ 30 là 3 ngày cuối cùng đấy, 31, 32, 33 thì mình sẽ phải tích đảo lại. Bởi vì là để build được đủ hai cái phái kia, phân thân kia ấy, thì chắc chắn là cần phải khoảng 10.000 đảo. Đấy, hôm đấy bước sang ngày thứ 33 mình có nào làm nhiệm vụ rồi thì build phân thân nó cứ phải gọi là ok luôn. Nên là anh em nhớ nhắc mình nhá. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vào làm một số cái nhiệm vụ thôi. Hôm nay là liên quan nhiệm vụ, cái này là cái gì đấy? Vận may là cái gì đây anh em? Ui, thu hút tinh quái à? Nhiều luôn. À, nào này cậu, 4/5 này. Chết rồi. Sáng ngay anh em ạ. Đây, tương tự như thế thì cái sự kiện chiêu mộ tinh quái ở trong Luân Hồi Điện nó cũng chỉ còn vài tiếng nữa thôi là hết thời gian rồi. Ngày mai thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải xả cái vé thần thông nha anh em. Anh em thể nhìn thấy là mình tích lũy được khoảng 9.000 mốt rồi. Thì thôi, ngày mai ra cái sự kiện đấy thì mình vẫn phải xả thôi anh em ạ. Chứ còn tích lũy lâu quá thì nó cũng sẽ bị thọt. Thành ra là mai mà dù chưa đủ full vòng thì vẫn cứ phải xả thôi anh em nhá. Nếu như anh em nào mà cũng tích giống như mình, đấy, thôi mai xả đi. Còn hôm nay nếu như anh em nào mà đang cần tìm giả lập chơi game trên PC thì nhớ tải LD Player ở đường link dưới phần mô tả nhá. Với cả hôm nay mình đọc được một comment là liệu có nên chơi cái sự kiện pháp bảo all-in trong tuần này không. Thì trời ơi, hôm nay ngày 26 mới mở ra được cái lễ hội tầm bảo thì all-in thôi. Còn bắt đầu hết cái sự kiện này, tức là hết ngày hôm nay này, à đâu, hết ngày mùng 5 tháng 7 này, tức là ngày mai này, thì chúng ta bắt đầu lại tích lũy lại sau, chưa muộn. Đấy, trời ơi, chơi thôi. Nhưng mà tội là mấy cái nhiệm vụ này thì mình làm hết đến đâu đấy. Cái nào làm được là làm hết rồi. Làm gì còn cái gì ở đâu chơi, bố nào nạp thì còn có cái tài nguyên để mà chơi chứ không còn đâu. Còn gì ở đâu mà khóc với sầu. Này mãi chưa reset nhỉ anh em nhỉ. Còn 3 ngày nữa mới reset cơ. Ôi dồi ôi thật đấy. Đại hội lôi khí. Ua. Perfect luôn. Hôm nay vợ mình đang đi làm. Mình đã nhắn cho vợ mình rồi, bảo em ơi, tí nữa anh quay video xong em sẽ vào gọi là chơi bớt đi để cho thể lực nó hết 200 này đi, bởi vì tí nữa nó sẽ hồi. Sau đấy lúc chiều em mà đi làm về, em sẽ vào quay video cho anh để cho anh em nhìn thấy khả năng chơi đại hội luyện khí của em bá đạo như thế nào. Đấy. Thế tối nay nhá, mình sẽ quay video, ngày mai sẽ đăng clip cho anh em xem vợ mình cày hơi bị kinh luôn. Hôm trước cày có 200 thể lực thôi nha, 9 giờ chơi mà. Thế nhưng 10 giờ tối là nó hết, 9 giờ 5 bắt đầu chơi. Thế mà vẫn được gần 5.000 điểm. Kinh đấy, không đùa đâu, mình chơi lấp ló thì đâu được tí điểm thôi. Bởi vì mình không biết cách chơi anh em ạ. Rồi. Hôm nay lại ấy à? Lại luyện pháp bảo. Sự kiện này hôm nay có cái gì đây em? Tiên hữu gì đấy, nguyên dao. Để mình xem ra mấy cái số lượt ở đây nào. 12 lần, 18 lần, 24 lần thì vẫn tương tự như thế thôi. Nhiệm vụ luyện hóa có cái gì ấy, khiêu chiến đấu pháp à? Đấu luôn. Ái chà chà, 14 này ghê đấy. Chiến thử xem nào. Né à? Ôi à, né căng thế. Kinh nhở. Tầm này nói chung là hầu hết nếu như ai build để mà đi PK thì cũng khỏe re rồi. Bởi vì là né nủm các kiểu, nó all-in là một chỉ số, nó khỏe lắm. Không giống như mình vẫn build liên bạo thì thành ra là nó sẽ bị thọt hơn thôi. Nhưng không sao, cố chờ thêm 6 ngày nữa anh em nhé. Đấy, build phân thân thì sẽ build luôn một thể, choáng chiếc các thứ, phản công các kiểu. Ôi dồi ôi luôn. À đúng rồi, ngày 33 mình sẽ build hút máu anh em ạ. Ủa, được đấy. Người thành công lối đi riêng, build hút máu xem như thế nào. Xem ra gì và này nọ không anh em nhé. Đánh đấm ra làm sao vì có ai build hút máu đâu. Ờ, anh em nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhé. Khi mình bước sang ngày thứ 33, thử build quả hút máu xem. Ối rồi không. Thật trời người rơi luôn. Rồi, tầm này mình cũng có em ứng long Sida nhưng mà đánh tạ. Nói chung là ông nào mà lực chiến là thấp hơn mình một tí tí thì đánh cũng được. Còn ngang ngang cơ hoặc là build né đến cái kiểu thì thôi xin thua luôn. Xin thua luôn. Ai à, ghê nhỉ. Ây à, đau đấy. Mam new, ôi giời, quên mất lại đánh cái ông này. Nãy mình vừa thua xong build né mà, biết ngay mà. Thôi đánh cho đủ số lượt thôi anh em ạ. Không quan trọng lắm.
Ê à, ứng long của bạn đấy ghê phết nhở anh em nhở. Cảm một phát mình gần đấy cái máu mà đi ấy, chứ đùa đâu. Hội tầm bảo nhận luôn nè. Ô, giảm thời gian. Ô, ngon. Khiêu chiến. Nhặt luôn này. U là trời. U 1000 đào luôn, tròn thế. Khiêu chiến yêu vương. À, hôm nay độ kiếp được anh em ơi. Lại tiếp tục lên. Hợp thể hậu kỳ anh em nhá. Ồ, oh, wow, tuyệt cả là vời luôn á. Được của nó đấy. Xịn sò con bò đấy anh em ạ. Thế thì all in hết vào đào thôi. Luyện hóa pháp bảo xem nào. Nhiệm vụ. Ok, tăng cấp linh thú à. Một lần à, cái gì đấy. Free này. 1 2 3. Ui, loan điểu kìa. 1 2 3. Ui dồi ôi, thôi thôi thôi, thế thôi. Xả nhiều làm quá gì, thôi để tích lại chơi sự kiện còn hơn. Vẫn lời hơn anh em nha. Gói. Mấy cái này thì mình sẽ để đấy, để dành cho vợ mình oánh. Luyện hóa pháp bảo. Nhiệm vụ tiếp tục luôn. Tăng cấp linh thú một lần. Đấy, đấy, đấy. Ok, đấy. Tăng cấp luôn. Ai? Liên kích à? Liên kích nhiều làm quá gì, đánh mấy ông kia toàn né hết rồi. Thu hút tinh quái 3 lần đúng không? Đấy, 5 lần luôn nhỉ. Rồi, tiếp tục làm nhiệm vụ tăng cấp nha. 1 2 2 và 3. Cộng hưởng, tăng cấp được thêm tí. Đấy, ok luôn. Cái này là xong một cái này. Rồi, ok. Bảo kích đi. U là trời, hết. Ây à, đi nhiều thể lực ở tung môn phết anh em ạ. Cũng được. Vẫn may đâu nhỉ. Đấy, nhận luôn nè. Chia sẻ một lần nè. Gói nè. Vẫn may nè. Liệu rằng có được cờ tinh quái đỏ tùy chọn không? Làm luôn đêm tiểu long nữ này. Tiểu long nữ này. Ui dồi ôi, 100 đào anh em ạ. Chán thế. Cú thế nhở anh em nhở. Bực thực sự luôn á. Quên mất. Ô lại nữa à. Được chưa? Vẫn chưa đồ kiếp rồi anh em ơi. Còn thêm mấy trăm đào nữa cơ, bực thế. Quyết đấu bang. À này, quyết đấu một tí nữa. Xả đào xong thì sẽ quyết đấu bang sau. Có 2400 đào hôm qua quên mất. Không xả, không phải là quên đâu mà lười quá anh em ơi. Trả giá đấy. Nhiệm vụ bang đấy. Ok. Tiệm bang đấy. Tiếp tục đấy. Đấy, thêm 10 tệ bình thủy nữa. Rồi, 33 tệ bình thủy giảm được nhiều phết anh em ạ. Đùa đâu. Độ kiếp thôi. Tuyệt cả là vời anh em ơi. Lên đây. Hợp thể hậu kỳ, hợp thể hậu kỳ. Ô dè. Tiếp tục độ. Ây à. Pha này xét giật hơi lâu nha. Ui dồi. Ui dồi. Rồi, hợp thể hậu kỳ này. Lên luôn. Ngon, có thêm một số những cái nhiệm vụ. Úi dồi ôi, được của nó anh em ạ. Tiếp tục nhiệm vụ này là lên tận 335 cơ thì mình sẽ lên được đại thừa tiền kỳ anh em nhé. Hành trình đường cũng lâu ấy, cũng gian nan đấy. Không nhanh đâu anh em ạ, nhưng mà anh em cứ đăng ký kênh đi, kiểu gì là cũng sẽ độ kiếp được thôi. Với cái khả năng gọi là cày cuốc của mình thì mình tin là độ kiếp được đại thừa sớm thôi anh em ơi. Khiêu chiến mê bố này nữa đi. Rồi. Ok, dễ mà. Ây à. Ây à. Rồi, ok. Chúc anh em độ kiếp vui vẻ nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video vào ngày mai. Thì ngày mai thì mình sẽ có một video để gọi là thể hiện cho anh em khả năng chơi đại hội luyện khí của vợ mình nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.